Rồi, xin chào tất cả anh em, chào mừng quay trở lại với channel của Review Game. Trong một clip này thì chúng ta quay trở lại với tựa game Tốc Chiến, Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến em nhé. Thì ở bên WeChat này vừa có cái thông tin mới cập nhật về cái ngày ra mắt bản beta, bản test của cái tựa game này anh em ạ. Đấy thì trong cái clip ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến cho anh em cái thông tin đó và hướng dẫn anh em luôn cái cách để mà có thể là check được cái thông tin. Đấy, để mà cho anh em hóng chờ cái tựa game này. Ok, đầu tiên là anh em phải có một cái tài khoản WeChat em nhá. Tài khoản WeChat của chúng ta. Đầu tiên là anh em nên cho mình cái trình duyệt web của anh em với trình duyệt đó chính là Chrome. Tìm cho mình cái website của bên Tốc Chiến Trung Quốc nhá. NOLM.QQ.com. Đây là cái website chính chủ của tựa game Tốc Chiến ở bên Trung Quốc. Sau đó thì anh em vuốt lên. Anh em chọn cho mình cái icon của cái hình WeChat này. Rồi sau đó thì anh em quét chụp ảnh cái màn hình của cái mã QR này cho mình. Đó, chụp ảnh này nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ thoát cái trình duyệt web này ra. Ok, ở trên cái máy điện thoại của anh em tiếp tục mở và tải. Nếu mà anh em là chưa tải WeChat thì có thể là nên set play tìm cho mình cái ứng dụng đó trên là WeChat. Đó, sau đó thì ấn tải về cho mình thôi. Đây, WeChat đây. Tải về cho mình nhá, sau đó thì ấn mở lên. Rồi, ok. Đây là cái giao diện của WeChat. Anh em nào chưa đăng ký tài khoản WeChat được thì có thể là xem cái video hướng dẫn tải và đăng ký cái tài khoản WeChat ở dưới phần mô tả hoặc là ở trên góc cùng của video với cái dấu chấm than đấy. Mình có để cái video hướng dẫn đăng ký WeChat. Giao diện nó đây, anh em chọn cho mình cái dấu cộng ở ngay trên góc cùng của tay phải chúng ta. Chọn cho mình cái từ quét nhá. Rồi sau đó thì anh em chọn cho mình cái thư viện nơi mà anh em vừa quét chụp cái ảnh màn hình của cái mã QR của Tốc Chiến. Rồi sau khi mà đưa cái ảnh đó vào thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như này. Anh em click vào góc dưới cùng của tay trái chúng ta. Đấy có cái dòng chữ Trung Quốc đấy. Sau đó thì nó dẫn anh em đến cái trang của Tốc Chiến ở bên WeChat. Sau đó thì anh em hãy lựa chọn cho mình cái hình ảnh có cái phần quà đây anh em này. Đó, ok. Sau đó thì nó ra cái giao diện như này và ở góc cạnh của tay phải chúng ta nó có cái chữ màu xanh của bên Trung Quốc này. Đó. Đây là cái trung tâm tin tức chính mà mình gửi đến anh em về cái thời gian ra mắt của Tốc Chiến ở bên Trung Quốc bản test. Thì đợt trước là nó ghi là tháng 3 em nhá. Ở đây là mùng 10 tháng 8 năm 2020. Đợt trước thì nó ghi là tháng 3 2020 này. Bao nhiêu tháng 3 nhỉ? Mùng 10 tháng 3 thì phải. Nhưng mà bây giờ nó đã chuyển lên thành tháng 8 rồi anh em ạ. Đợt trước thì tháng 3 thì rất là nhiều những cái thông tin về tháng 3 ra mắt cái tựa game này bản test ở bên Trung Quốc. Nhưng mà bây giờ thì nó lại chuyển lên hơn 5 tháng. Đó, thì nên tháng 8 này chúng ta mới có thể là chơi cái tựa game Tốc Chiến này bản Trung Quốc em nhá. Cái thông tin này thì nó cũng đỡ hơn rất là nhiều so với cái thông tin mà chúng ta phải chờ cái tựa game đến tháng 12 để mà có thể là trải nghiệm được, bớt được mấy tháng rất là ngon rồi anh em ạ. Vì sao mà nó lại đẩy lên mất 5 tháng như này để mà chúng ta chờ đợi? Vấn đề là do ở mấy cái trang báo mạng ở Trung Quốc, báo game ở Trung Quốc thì nó ghi là cái phần kiểm duyệt của cái tựa game Tốc Chiến này ở bên chính phủ Trung Quốc thì hình như là bị hủy, bị bỏ mất một lần rồi. Bây giờ nó đang gửi đơn lần 2, không biết có được duyệt hay không. Đáng nghĩa là nếu mà được duyệt thì chúng ta có thể là chơi sớm rồi đấy. Nhưng mà không được duyệt thì chúng ta đành phải chờ đợi rồi anh em ơi. Do cái vấn đề về cái việc mà quản lý game hay là duyệt game ở bên Trung Quốc hiện tại trong khoảng gần một năm nay nó rất là căng thẳng. Nó cực kỳ chặt chẽ luôn. Khổ cái là như vậy anh em ạ. Trước đó thì mình đã có một cái video cũng làm theo tương tự cái cách này. Để mà show cho anh em cái thời gian ra mắt thì nó là tháng 3. Nhưng bây giờ nó đẩy tháng 8 rồi. Tốn đây anh em ạ. Trước đó thì có một cái phiên bản thử nghiệm đã được trải nghiệm ở Mỹ và ở Úc. Nhưng mà chỉ được giới hạn với những cái người chơi, những cái đối tượng được Riot lựa chọn thôi. Có thể là được vài người thôi chứ không phải là nhiều người. Vài người có thể là 5, 4 hoặc 3. Chứ không có nhiều người đâu em ạ. Nhưng mà cái bản Tốc Chiến này thì là cái bản gọi là cái bản chưa thực sự tốt anh em nhé. Cái bản nó chưa hoàn thiện nên cái trải nghiệm người dùng nó không được ổn cho lắm. Nếu mà anh em chú ý ấy, thì ở trên cái
trình duyệt web của anh em search cho mình, đó chính là liên minh điện thoại LOL Need of Legend. Đó, Need of Legend quay clip anh em nhá. Click vào đó thì ở đây nó có một cái phần tải xuống này. Ở đây có một cái phần tải xuống với cái tên Google Play này. Đấy, Need of Legend quay clip. Có một người đã đánh giá 5 sao em ạ. Có một người đã đánh giá 5 sao. Thì chứng tỏ là đã có một người đã được trải nghiệm cái tựa game này rồi, nên họ mới vào đánh giá 5 sao cái con game này. Đấy, cái người được bên Riot lựa chọn thì đã vào và trải nghiệm con game này. Sau đó thì thấy quá tuyệt vời nên đã vào vote luôn 5 sao. Ở đây thì cái số 1 này là một người đã vote em nhá. Với cái tựa game tốc chiến này thì những cái thông tin chính thống thì anh em nên tìm hiểu ở đâu? Một là trên WeChat này. Hai là anh em có thể là tìm hiểu ở trên website chính chủ của tốc chiến Trung Quốc với cái tên đó chính là llm.qq.com. Hoặc là anh em lên bất kỳ những cái trang báo game nào lớn ở Trung Quốc. Đấy, để mà theo dõi cái thông tin ra mắt. Anh em theo dõi những cái bài viết của cái admin của cái ứng dụng đó chứ không phải là của những cái người dùng nhá. Người điều hành hay là quản lý cái ứng dụng đó thì họ sẽ thông báo cái thông tin chính thống cho anh em. Rồi, ok, đó toàn bộ cái thông tin mà mình gửi đến anh em trong cái clip ngày hôm nay. Em có suy nghĩ gì về cái thông tin mới nhất về cái ngày ra mắt của cái game tốc chiến ở bên Trung Quốc phiên bản test thì nhớ comment phía dưới. Một lần nữa thì rất là cảm ơn anh em đã xem đến cuối video. Anh em xem video nếu mà thấy video của mình có hữu ích thì đừng quên ấn giúp mình cái nút like, cái nút đăng ký kênh và ấn cái chuông thông báo để mà cập nhật những cái thông tin mới nhất về tựa game tốc chiến cũng như là rất là nhiều những cái tựa game hay và hot khác trên thị trường. Ok, xin chào và hẹn lại anh em vào những video tiếp theo.
Bye.